Có nên chơi chứng khoán Việt Nam vào thời điểm này không tại sao bạn thua lỗ khi mới chơi, thị trường chứng khoán là một kênh đầu tư sinh lời cho các nhà đầu tư và đã được nhà nước công nhận. Kênh đầu tư tài chính hàng đầu Việt Nam dành cho những người hiểu biết kiến thức thích sự đầu tư có kèm rủi ro và đem lại kết quả lợi nhuận cao hơn gửi ngân hàng, vậy nếu bạn là người mới thì tại thời điểm này có nên chơi chứng khoán không và tại sao bạn lại bị thua lỗ khi mới bước chân vào thị trường chứng khoán đầy biến động này? chúng ta cùng đi tìm hiểu chi tiết hơn trong bài viết này nhé bất cứ ai hỏi có nên chơi chứng khoán việt nam vào thời điểm này không thì câu trả lời của mình sẽ là có vì những thứ mà chứng khoán đem lại cho bạn hoàn toàn là xứng đáng khi thành công bạn sẽ có được tài chính thời gian rảnh sự tôn trọng của mọi người cảm giác chiến thắng bản thân kiến thức vô vàn những thứ khiến bạn trở nên tuyệt vời hơn vậy còn khi thất bại chứng khoán cho bạn kinh nghiệm trải nghiệm kiến thức động lực thúc đẩy bản thân Gia Grey Soro nhà đầu cơ nổi tiếng thế giới có câu nói tôi giàu có vì tôi biết khi nào mình sai. Tôi tồn tại được nhờ nhận ra các sai lầm của mình, khi nào nên bắt đầu đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Đó là luôn bây giờ và tại thời điểm này, người Trung Quốc có câu, hành trình vạn dặm luôn bắt đầu từ những bước đi đầu tiên. Đối với chứng khoán cũng vậy, bạn sẽ không thể trở về quá khứ hay đi đến tương lai để chọn một thời điểm phù hợp cho mình tham gia. Vậy nên việc bạn cần làm đầu tiên là trang bị đủ cho mình những thứ cơ bản cần thiết, một ít kiến thức tiền và khiến bản thân phù hợp với mọi thời điểm của thị trường. Nhiều người cho rằng chứng khoán thời điểm hiện tại rất khó khăn, nhận định này không sai nhưng cũng không đúng. Thời điểm căng thẳng, chu kỳ và vấn đề khác của kinh tế thời nào cũng có và TTCK không thể trốn tránh được. Không có con đường tắt để dẫn đến thành công, chỉ có con đường duy nhất là bạn phải liên tục trải qua khó khăn và hoàn thiện bản thân. Vậy thì có lẽ bạn nên vui mừng khi được tham gia vào thời điểm hiện tại, vậy làm thế nào để chơi được chứng khoán? Việc đầu tiên là bạn phải có tài khoản tại công ty chứng khoán thì mới có thể giao dịch được. Làm cách nào để có thể mở tài khoản chứng khoán online 100% nhanh chóng đơn giản ngay tại nhà với chi phí giao dịch rẻ nhất trên thị trường hiện nay? Hãy click vào đây để tham khảo. Tiếp đó sẽ là vốn, ở Việt Nam chỉ cần từ 1 đến 2 triệu là bạn đã có thể giao dịch chứng khoán. Ví dụ ở ngày 20 tháng 7 năm 2021 bạn có 1,6 triệu đồng bạn có thể sở hữu 100 cổ phiếu AAA giá 15.45 hay 1,1 triệu với 100 cổ phiếu PAO giá 10.3. Nếu bạn thành thục có thể bạn sẽ tăng vốn hoặc sẽ đầu tư lâu dài hơn và giàu nhờ phát triển lãi kép vậy tại sao bạn thua lỗ khi mới chơi chứng khoán? Tám nguyên nhân sau đây là khuyết điểm dẫn đến bạn thua lỗ trầm trọng trong thị trường chứng khoán: không học những kiến thức cơ bản về chứng khoán, quên mất mục tiêu của mình khi đầu tư là gì? không có người hướng dẫn chỉ bảo không dành thời gian nghiên cứu hoặc nghiên cứu nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu và làm sao cho hiệu quả tin rằng một cổ phiếu tăng giá là cơ hội cho tất cả mọi người nỗi sợ thất bại không dám bước ra khỏi vùng an toàn không học hỏi rút kinh nghiệm từ những sai lầm của chính bản thân tự mãn với những lần giao dịch có lợi nhuận đó là một số những nguyên nhân lý do khiến cho các nhà đầu tư mới giao dịch chứng khoán hay bị thua lỗ mà bắt buộc bạn phải biết nếu không muốn mắc sai lầm dẫn đến mất tiền giống như họ trên đây là một số chia sẻ cá nhân của mình về việc tham gia đầu tư chứng khoán cũng như một số lưu ý cho các nhà đầu tư mới. Nếu các bạn có nhu cầu tham khảo học hỏi thêm kinh nghiệm để có kiến thức đầu tư hiệu quả thì có thể liên hệ với mình qua số hotline Ozalo 0966 192 366 để được tư vấn, hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc cho bạn.